Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hantai Channel. Và các bạn ơi, hôm nay Dragon City đang bán khá là nhiều em rồng xịn sò nhé. Rồi, ở đây thì chúng ta có một cái gói VIP đặc biệt. Anh em nào chưa mở cái gói VIP á, thì các bạn có thể liên hệ với mình nha. Mình nhận mở và cái giá thì cái giá trong game nha, kèm theo một ít phí nữa ha mọi người. Mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên các bạn không có lo nhà phát hành ban nick hay là sẽ khóa nick của các bạn nha. Rồi ở đây thì anh em mình sẽ đi thu hoạch nhẹ. Lít cái thôi là chúng ta sẽ thu hoạch tất cả mọi thứ trên bản đồ ha. Ngon lành luôn. Rồi ở đây thì trên những cái hòn đảo mà anh em chưa mở thì hiện tại nó đã xuất hiện thêm những cái mảnh của Heroic ha. Những cái này chúng ta sẽ đổi được, đó là để mình coi coi. Chúng ta sẽ đổi được cái skin của cái bé yêu. Đây, rất là ngon nha mọi người. 110 mảnh là được 500 mảnh của các em này. 80 là chúng ta đã được thêm một con rồi. Này là nâng sao và lại có skin luôn, nhìn rất là đẹp nha. Rồi ở đây thì bây giờ chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ nhẹ cái nha mọi người. Event lần này của chúng ta, thức ăn với lại là chiến đấu trong cái khu vực list. Thức ăn thì ok, nên mình chắc phải mua lại rồi ha. Đây, còn chiến đấu trong khu vực list thì chúng ta cần phải win trong đó tầm khoảng là 4 trận hay 3 trận. Rồi, ở đây thì anh em mình đang có được những cái thành viên thuộc dòng VIP nha các bạn. Let's go, mang mấy bé yêu đi chiến rồi nào. Rồi, đầu tiên thì với khả năng đánh lan thì anh em mình sẽ ưu tiên cho Heroic Kamat nha. Đây, sau khi mà sử dụng Heroic Karma xong thì anh em mình sẽ đến với cái bé Heroic Stream, một trong những con có kỹ năng đánh lan rất bá đạo. Wow, sát thương nhân 2, khử nhẹ tên bạn luôn. 131 cành các bạn ơi. Ôi, lượng đam như vậy là rất là tuyệt vời rồi. Rồi, sau đây thì anh em mình sẽ đến với là... ai chà, bơm máu đi. Đó, để cho bé Heroic Stream của anh em mình còn có... ôi ôi, nó đánh lan mình nữa, cay nhọn. Bế thẳng tên bạn luôn. Rồi, bây giờ thì hơi khoai tí rồi đây. Hồi sinh hả? Lụm nhẹ cái bé hồi sinh này luôn. Kỹ năng hồi sinh sử dụng rồi nè. Khi mà sử dụng kỹ năng hồi sinh rồi thì bây giờ anh em mình sẽ đến với... ui trời, con này nó cần thêm một lượt đánh nữa nó mới hồi chiêu được các bạn ơi. Đó, sau đó thì chúng ta mới đến với tuyệt chiêu đặc biệt nha. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh ta một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ cho anh ta channel nha các bạn ơi. Đây, anh em mình thì hiện tại được 252 rồi. Và bây giờ đang cố gắng lên 300 nha các bạn, 300.000. Đó. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đi khều nhẹ tên bạn với kỹ năng đặc biệt của Heroic Kamas. Một chiến thần với khả năng block miễn nhiễm sát thương cực kỳ đẳng cấp luôn các bạn à. Ôi, miễn nhiễm rồi, tuyệt vời. Và kỹ năng đặc biệt của Heroic Dream, một mình cân 3. Phá được cái giáp của bé Titan đúng không? Ao nhây nhẹ thì bây giờ sát thương nhân 4 lần. Lượng đam 397.000 các bạn ơi. Trời ơi, một cái lượng đam cũng khá là khủng bố nha. Trời ơi, nó kéo một phát một lên 49.000 máu luôn. Chơi trò hút máu hở men. Rồi, nhân vật trùm cuối của tên bạn, con này thuộc dòng là Legend nha. Lượng đam con này thì phải nói rằng cũng rất là gắt. Wow, hồi sinh thì anh em mình cũng có kỹ năng họ sát thương nhân 2 coi. Victory, ổn áp nha. Một hiệp nữa, anh em mình hiện tại đang level là 137 nha. Những đối thủ của mình cũng khá là nặng ký ở mức rồi là 140 mấy. Chỗ này thì vẫn là kỹ năng đặc biệt Heroic Kamat đánh lan, cực kỳ là đẳng cấp luôn. Rồi, sau khi mà đánh lan xong thì chuyển sang bé Heroic Dream. Wow, máu của mấy bé này cũng thuộc dạng gọi là trâu nè. 120 mấy ngàn. Cử nhẹ cái coi. Wow, bé này vẫn còn siêu máu nha. Rồi, victory. Vậy là anh em mình đã qua được cái cửa nữa rồi ha. Chỗ này còn bắt quýnh 4 trận mà anh em mình mới quýnh được có 3 trận thôi nên nó không cho anh em mình hoàn thành nhiệm vụ.
Chỗ này thì anh em mình đang có được 3 thành viên Heroic VIP xịn sò các bạn à. Mang 3 con này đi chiến là không ngán bất kỳ con nào luôn. Đây, cứ việc đưa cái bé gọi là Heroic Calmat của anh em mình ra thể hiện kỹ năng đi. Vô kèo nè. Đó, quánh mạch mỏi luôn. Chơi gọi là khô máu luôn các bạn ơi. Ôi, nó không kích miễn nhiễm cho mình, tao quýnh nãy giờ quýnh hoài luôn mà không kích. Căng nhờ. Rồi, bây giờ chuyển sang bé Voldort đi. Ây, Voldort bơm được ít máu nè. Rồi, lắm. Và hồi sinh nó lại thêm một lần nữa. Kèo này thì thôi anh em mình sẽ ao nhay với team bạn bằng thì kêu đặc biệt luôn của thành viên này đi, thêm một lượt đánh nè. Đó. Tiếp theo thì sẽ đến với kỹ năng mình định xài chiêu hút máu nhưng mà... Rồi, chúng ta bị gãy cái giáp. Mình vẫn còn một cái kỹ năng, mình vẫn còn gọi là máu đang full nữa các bạn. Đó, tiếp theo thì hạ được một em nha. Nhưng mà cuối cùng của tên bạn... Ui, nó hồi sinh lại con Heroic luôn rồi. Căng nè. Rồi, tiếp theo thì anh em mình vẫn cố gắng nhay với tên bạn. Ôi, kỹ năng của nữ hoàng. Nhưng mà cái này nó bị giảm sát thương rồi. Nó giảm 50%. Thiệt tình là khoai ghê gớm hen. Rồi, bật cái khả năng hút máu lên. Thì anh em mình sẽ hạ được cái con Heroic. Coi như là anh em mình phải quýnh tầm khoảng là 4 con chứ không phải là 3 con nha các bạn. Nên kèo này nó rất là khoai luôn ấy. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ đến với kỹ năng đặc biệt của Voldort luôn. Lấy máu tăng đam 331.000 luôn. Ôi, cái này là one hit luôn các bạn ơi. Một hit thôi là bế được tên bạn rồi. Wow, kèo này có vẻ gắt đây. Tên bạn có thành viên Voldort. Ủa, bé voi chứ, con này là bé voi. Ôi, hồi sinh, hồi máu ra lại là 21%. Lượng máu tăng thêm 51%. Căng nha. Kèo này gặp đối thủ nặng ký rồi. Anh em mình kích thêm cái tăng thêm 20% lượng sát thương nè. Với lại là lượng máu. Chơi với con này mới chịu nổi chứ không là chơi không lợi luôn ấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với kỹ năng đặc biệt luôn. Sát thương nhân 2 là quất thôi chứ bây giờ là không né tay bạn nữa. Rồi, gãy cái giáp. Tiếp theo luôn. Wow, hạ nhẹ được một em hen. Rồi, ui con này có gắn thêm cái lưỡi hái nữa rồi các bạn. Nó sẽ gỡ cái kỹ năng hồi sinh của anh em mình. Cho nên là đánh với con này phải hết sức cẩn thận nha. Không để bị tên bạn hạ nha. Wow, và thành viên Heroic Arcana của tên bạn nó lên tới level 70 luôn rồi. Mấy bạn này gọi là chịu đầu tư ghê gớm hen. Đầu tư kinh tế, tiền bạc đều vô dữ lắm mới đẩy con này lên được level 70 nè. Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với Voldort. À, cũng là dòng Heroic VIP. Wow, con này nhìn cái skin là thấy gọi là hoành tráng rồi đấy. Victory. Rồi, ổn áp nha, hai hiệp. Anh em mình đang cầm tới 3 con Heroic VIP lần. Càng quét trong khu vực này không phải là một cái chuyện gì quá là khó khăn với anh em mình ha. Rồi, chúng ta sẽ đến với kỹ năng đặc biệt của Calmat để là anh em mình đi phá giáp cũng như là đánh lan đi. Wow, lượng máu chúng ta dồn lên tới được tầm khoảng là 414 ha. Ôi, kích khả năng miễn nhiễm sát thương luôn. Cái miễn nhiễm này mình sẽ để dành cho một cái bé nào đó. À, máu nó còn nhiều đi, cái con này máu ít quá. Rồi, chúng ta khử nhẹ luôn. Nhân vật tiếp theo thì sẽ là rồng miệng rộng à. Rồi, chỗ này anh em mình sẽ đến với lượng sát thương nhân 2 của Heroic Calmat hen. Ôi, lại một lần nữa kích hoạt khả năng miễn nhiễm sát thương. Lượng đam của chúng ta lại được tăng gấp đôi các bạn à. Lần này thì mình sẽ để cho cái bé này, để cái chiêu đặc biệt cho, ôi chà, kỹ năng hút máu luôn. Được đam nhân 2. Ôi ôi, một phát một full cây. Vị trí này thì cho Calmat đi. Quá đẹp luôn các bạn à. Rồi, tầm này thì anh em mình sẽ khử nhẹ luôn. Victory.
Đây, qua cửa nha. 70, 67, 64. Đội hình của team bạn cũng thuộc dạng gọi là siêu khủng rồi. Rồi, anh em mình sẽ đến với kỹ năng đặc biệt. Wow, miễn nhiễm sát thương ha. Rồi, bé này là bé Harris Void. Con này 67, còn 3 cấp nữa là maximum ha. Rồi, ngon lành. Ây cha, nó kích hoạt khả năng knock out. Ôi, căng nhờ. Rồi, lần này thì anh em mình xài chiêu của Voldot đi. Wow, gọi là cái dàn rồng của mình thì nó cũng khá là chất lượng rồi ha. Chỗ này thì mình sẽ nhờ đến Harris Kamat. Victory. Wow, ổn áp nha. Ở đây thì anh em mình sau khi mà hoàn thành xong thì chúng ta sẽ có được một cái phần thưởng. 70 vẫn là 70. Ui, tên bạn có cái con Kamat. Đây, em này thì kỹ năng thì mình khá là kết luôn nha. Con này là rồng một sừng các bạn. Maximum 5 sao luôn rồi. Ôi, đầu tiên thì anh em mình vẫn phải đi phá nhẹ cái giáp Titan. Rồi, sau khi mà phá xong cái giáp Titan thì bắt đầu nhờ tới kỹ năng đặc biệt của Harris Kamat. Wow, anh em mình miễn nhiễm sát thương, lượng đam được tăng gấp đôi. Mà quýnh với cái con này là tăng tới gấp 4 lần chứ không phải là gấp đôi nữa nha. Wow. Rồi, Kamat gặp với Kamat. Anh em mình đó là trên cơ tem bạn chút xíu. Vậy anh em mình thuộc dòng là Heroic nha. Tem bạn thì thuộc dòng là Legend. Rồi, cố lên coi. Ây cha, tay bạn kích hoạt khả năng miễn nhiễm sát thương rồi. Cái này là thấy không khoa không vui rồi nha. Rồi, anh em mình sẽ ao nhay với tay bạn luôn. Vẫn là kỹ năng đánh lan. Miễn nhiễm sát thương và lượng đam anh em mình đang được tăng tới gấp 4 lần. Khử nhẹ tay bạn luôn. Victory. Rồi, chỗ này thì sao đây? 70. Ui, tem bạn có hai con Internet thuộc dòng là có kỹ năng đặc biệt ha. À, knock out đối thủ. Ôi, con này nó gắn thêm cái lưỡi hái nữa hả? Wow, nhưng mà nhân vật gọi là Titan Heroic lại được đam với bé voi. Đó, tầm này thì ngán ngẩm gì ha. Rồi, đây thì chúng ta sẽ đến với thôi mình hạ luôn cái con Legend này đi. Tem bạn còn một cái con Insanite nữa. Con này thì cũng có kỹ năng gọi là knock out đối thủ đây. Khi mà lượng máu của anh em mình ép xuống một cái mức đủ thấp thì nó sẽ kích hoạt cái kỹ năng đó. Wow, con này nó to còn gấp đôi mình luôn á nha. Bự chà bá lửa luôn. Rồi, vị trí này anh em mình sẽ đến với là hút máu cái đi. Rồi, lụm nhẹ luôn ha. Wow. Rồi, victory ha mọi người. Vậy là qua được một cửa nữa rồi. Rồi, và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại mình một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.